chú chá mà ơi, con này hay thật. Mày đi về mà mày không thèm dơ mặt gì mày được một cài. Đi ngang qua luôn. Vậy con mới về. Rồi sao mà đừng lại. Trời đất ơi, cái gì mà khóc lóc. Sao mặt mày ủ dột vậy nè. Ai nợ nần tiền bạc gì hay sao? Dạ không, không có ai nợ nần gì con á. Chuyện sao? Ngồi xuống đây. Còn cái chuyện chí nói cho Duy nghe. Duy ơi. Cái gì? Chắc là con không còn mặt mũi để ra ngoài đường nữa. Chú cha mà ơi, chuyện từ trước tới giờ mới ra đường mới để mặt mũi ở nhà rồi. Thì nói gì vậy? Ý con không phải là như vậy. Ý con cái mặt mũi ở đây á là cái sĩ diện của con. Con không còn thể hiện để con ra ngoài đường. Là mày xấu hổ hả? Dạ. Thì mày nói xấu hổ đi, nói cái gì? Mà ai làm cái gì mà xấu hổ? Mà... Cái gì nói đi. Trời ơi, bây giờ có gì ở đây thì Di sẽ bảo vệ mày tới cung. Thấy không? Ai mà muốn ăn hiệp chào của Di là phải xin phép Di, Di cho phép mới đưa ăn hiệp. Người ta có câu là đánh chó còn phải nề mặt chủ. Huồng chi chào của Di đấy không phải là con chó. Nói gì vậy? Ý Di là chào của Di không bao giờ so sánh được với con chó. Còn chuyện Di nói cho Di nghe nè. Ôi. Sao? Chuyện là như thế này. Bữa nay con đi coi phim với bạn trai nhưng mà con bị... Bị cái gì? Bị cái gì? Bị... Cái gì? Này nè. Trời ơi, vậy sao vậy ơi? Tao chết được. Tao không thể hiểu được là trên đời này là có một đứa con gái thổi như mày. Tại sao vậy con? Con gái con đứa mà sao hối rình vậy? Cục quá à. Con ở với dì mà dì không biết thương con gì hết. Dì phải giúp đỡ con. Sao mà chứ? Không biết thương mày. Từ nhỏ tới bây giờ mày ở với dì, ba mẹ mày mất sớm, một mình dì nuôi mày từ nhỏ tới bây giờ. Mà chẳng lẽ tao không hiểu mày hay sao? Cắt. Có gì nói được tiếng miền Nam kìa. Tự nhiên cái bài đặt nói tiếng Quế chi cho khó đâu, nghe vậy. Nói vậy cho nó hợp với cái đầu mới làm. Thì ghê quá, rồi mày tiếng sao mà con đi. Gái con đứa gì mà kỳ vậy? Trời ơi, con đâu có biết đâu, giờ dì chỉ con đi làm sao để con hết chứ con xấu hổ quá. Được rồi, lấy giấy bút ra ghi lại những gì dì sắp nói này nghe chưa? Dạ. Lấy ra. Con laptop con ghi nha. Đây là những cái công cụ trong công cuộc cách mạng đổi mới con người cô đó. Nhưng mà trước khi đụng tới những cái này, bước ra kia đứng. Rồi, quay một vòng. Trời ơi là trời, ăn bận như vậy đi ra gặp người ta hả? Thì cái bộ này lịch sự mà. Lịch sự cái gì? Trời ơi, cái mùa hè này nóng muốn chết gì. Để cái đầu như vậy là gì đã nóng không chịu nổi rồi nè. Mày cởi cái áo đó ra liền. Thôi nhưng mà áo này con thích lắm. Cởi ra liền hay là muốn lịch sử lặp lại một lần nữa? Cởi ra. Nghe lời gì? Trời ơi, ăn bận gì mà nóng được. Mình thoải mái là cái thứ nhất. Thứ hai là phải để cho người nhìn mình thoải mái, hiểu không? Ngồi xuống đây nói nghe. Nè, dì thấy mày lười tắm lắm nghe chưa? Sao kỳ vậy? Con gái con đứa mấy cái đó không có được lười. Phải thường xuyên tắm rửa thơm tho thì mình mới giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ chứ. Ủa vậy chứ sao dì nuôi con mười mấy hai chục năm nay dì không nhắc con? Tự nhiên cái bữa nay dì nhắc con nè. Tại bây giờ cái mùi thuốc của mày nó mới phát tiết ra. Tao mới biết, tao mới trị liền bây giờ nè. Nhưng mà giờ sao? Làm gì cho hết thôi. Rồi bây giờ nhớ là có phải xài lan khử mùi. Rồi biết lan khử mùi không? Ừ. Mới xài sao? Trời đất ơi. À, lan khử mùi là khi mình mở cái nắp ra đó là tu vô cái miệng uống cho hết là cái chất trong lan khử mùi nó sẽ phát ra cả cơ thể mình thơm tho. Gì? Hả? Như vậy thôi. Chứ sao? Cái lan khử mùi là người ta phải lăn lăn chứ ai mà uống giống gì nói. Lăn lăn ở đâu? Lăn lăn trong cái hôi nè. Biết là phải làm nghe chưa? Chút nữa đi siêu thị thì dẫn đi mua cho mấy cái hả? Biết mình xài với người ta. Vậy cho tiền con nha. Ừ. Người ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, hiểu không? Cái cách này vô cùng đơn giản mà lại hiệu quả. Phòng được cái bệnh hôi dùng da với cánh tay, hiểu không? Đây, bây giờ chuẩn bị nè. Dám. Có dám. Rồi ha, cái chai không nè, để chút tính. Chanh nè, với lại khăn khô.
Đó, cắt chanh. Thấy không? Đưa giấm, đưa giấm. Dạ. Đây, 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 đây. Pha chanh với giấm theo tỷ lệ 7-3. 3 phần chanh nè ha, với 7 phần giấm. Đó, với bên này. Thấy không? Xong rồi đổ hết cái này vô trong cái chai này đựng. Cất, đó đó. Rồi mỗi khi mà tắm á, thì lấy cái này ha, thấm vô cái khăn khô, lao cái vùng da dưới cánh tay của mình thì nó sẽ trị tuyệt đối cái đó, hiểu không? Phòng bệnh không có bao giờ bị hôi, không bao giờ có mùi. Dạ. Hiểu không? Dạ, đó. Hiểu rồi. Rồi đó. Dạ. Nhưng mà cái này là cách phòng bệnh, còn chữa bệnh là đây nè. Có uống cà phê không? Dạ có, con nghiện cà phê mà. Có uống trà không? Có luôn. Bậy bỏ liền. Một ngày uống tối đa là 2 ly trà hoặc 2 ly cà phê thôi. Tại vì cà phê và trà là kích thích cái hệ thần kinh của mình là tiết ra mồ hôi, hiểu không? Là sẽ gây cơ thể mình có những cái mùi hôi khó chịu, hiểu không? Hay quá. Rồi hiểu chưa? Dạ. Bây giờ phụ con... gì dọn dẹp hết mấy cái này rồi đi vô siêu thị mua. Vậy hay gì? Mua nhiều cách mùi. Quá à. Vậy con sẽ hết rồi không? Vậy con sẽ tự tin cái gì để con mở khóa vô con đi nha. Đây nè, bỏ liền, bỏ liền, bỏ liền, bỏ liền giùm tôi, bỏ liền giùm tôi một cái. Đây tôi xếp cái này lại tôi bỏ liền ha. Rồi đó. Dọn dẹp cái này lại rồi đi vô siêu thị mua lăn của mình đi. Thôi hay là mình đi mua trước đi rồi mình về dọn dẹp sau nha vậy. Đi. Đi. Đi 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 đi. La 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 la. You are my everything. Vậy. Nay vui dữ ha. Dạ. Sao vui vậy? Con mới đi hẹn người ấy về đó. Rồi sao? Kể gì nghe coi. Thật là tuyệt vời, dì biết không? Nhờ những cách mà dì chỉ con á, con làm theo đúng y chang như vậy luôn. Cuối cùng nha, con chỉ cần là lăn lăn khử mùi một chút xíu thôi, xịt một miếng nước hoa thôi là người con thơm phúc, không còn một mùi gì hết. Trời ơi, cái người mà giúp đỡ con nhiều nhất á, mà có công lớn nhất á, mà giúp con nhiều nhất á, đó là... Gì? Là... Gì? Gì của chợ vậy anh? Thôi nịnh giùm đi nghe. Nè bây giờ nè quệt giùm cái cả này đi. Thôi, con mời gì đi ăn nha. Ừ.